Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa Pháp. Một cặp loa Pháp sở hữu bát 25. Như chúng ta biết rồi, thường thường thì những cặp loa Pháp mà sở hữu bát 25 thì chúng ta tìm mua rất là khó. Và ngày hôm nay thì Việt Vinh giới thiệu đến anh em cặp loa Pháp sở hữu bát 25. Và như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước một hình, thì cặp loa Pháp này xung quanh thùng tất cả đều được làm bằng gỗ. Màu sắc xuống màu theo thời gian. Và đây là e-căng của cặp loa. Đấy, vải zin anh em nhé. Và thương hiệu cặp loa Pháp mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em là 3A Fay Blues. Đây là chiếc e-căng bên phải. Đấy, vải zin. Logo nhôm nguyên khối 3A Fay Blues. Đây là tổng thể hình thức của cặp loa 3 Fay Blues mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Xung quanh thùng tất cả đều được lạng bằng gỗ, màu sắc của nó xuống màu theo thời gian, theo năm tháng. Đấy. Mặt trước cũng được lạng bằng gỗ, mặt bên hông cũng được lạng bằng gỗ, mặt trên nóc cũng được lạng bằng gỗ, và mặt bên cạnh trái cũng được lạng bằng gỗ. Và cái phần mặt sau của cặp loa này, tất cả cũng đều được lạng bằng gỗ. Đấy. Một cặp loa mà phun gỗ lạng xung quanh thùng. Cặp loa này chúng ta có thể nhìn, nó to như cặp loa AR3. Rất là to lớn anh em ạ. Mà anh em bây giờ thường thường những cặp loa Pháp mà to lớn như thế này thì cũng không có nhiều. Đây, chép sử dụng chép 3A. Đấy, chép của chính hãng anh em nhé. Và bát sử dụng bát 25 gần mút. Anh em có thể nhìn bát của nó là bát nguyên khối. Đúc nguyên khối anh em nhé. Đấy, bát của 3A. Nguyên khối. Ở bên này cũng vậy, sử dụng chép 3A. Đây là lỗ thông hơi. Và đây là bát 25. Tất cả xương của lá bát đều được đúc nguyên khối. Đấy. Gần mút, màng hơi tím tím. Ở bên này cũng vậy anh em nhé. Đấy. Bát 25. Tất cả đều được đúc nguyên khối ở lá bát này. Rất là chất. Ở trên có một lỗ thông hơi và một lá chép. Và đây là phần mặt sau của cặp loa Pháp mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. 3 Fay Blues và model của cặp loa này là Apogee MK2. Đấy. Trở kháng của nó là 8 ohm và công suất của nó là 70W. Và nó đáp ứng tần số từ 35 đến 35.000 Hz. Được sản xuất tại nước Pháp. Ở bên này cũng vậy. 3 Fay Blues Apogee MK2. Đấy, mọi thông số nằm trên này. Và rắc cầu loa của nó thì nó sử dụng rắc 2 chân. Đặc trưng của những cặp loa đến từ châu Âu và âm đi đến từ châu Âu. Cặp loa Pháp mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em, nó có chiều cao là 64,5cm. Và chiều ngang của cặp loa này là 31,5cm. Và chiều sâu, tính đến mặt e-căng, là 25cm. Mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trời, làm cơn mưa sang lối nhớ em ơi. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai nắng, cho gió lên ngàn sóng vỗ xôn xao. Cảm ơn bờ cát trắng bàn chân ai vội vã bước vội. Cảm ơn người trong phút giây mặt nồng đã dặn lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần ân ái chưa đông đầy vẫn giờ vỡ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời anh hứa dẫu xa vời nhưng vì cặp loa này anh em vừa nghe Việt Vinh giới thiệu sơ qua rồi. Và giá bán của cặp này rất là tốt. Một cặp loa Pháp sở hữu bát 25, có một chất âm cực kỳ tuyệt vời, một chất âm rất là tình cảm và sâu lắng. Giá bán của cặp này là 9.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích cặp loa này liên hệ với cặp Vinh theo số điện thoại 091
0243 765 9929. Còn bây giờ thì Vy Thái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Chưa nói đâu lành những vết thương sâu, cảm ơn tình mong manh tựa sương khói để yêu.